Có sai lầm khi mua K520 Pro vài trăm cành. Anh em nào mà đang đi đánh cầu hay bị người yêu hay bị vợ gọi về giống như Vi thì nên tham khảo cây này nha. Anh em thấy gì chưa? Dọc màu trắng, viền hơi xanh xanh, lưới F1 sông Lâm. Mới xin tiền vợ mua luôn, mượn không có. Giờ Vi sẽ ra sân test cho anh em xem nha. Khi trải nghiệm của Bill á, Bill đánh mấy cây vật cứng quen rồi. Khi đánh cây nè, cái lúc mà mình phát lực ra mình đập á, trái cầu nó không có chính xác. Bill cảm giác cái thân nó bị quá dẻo cho nên khi mà trái cầu mình đánh ra nó bị sàn. Thì khi đánh đơn thì Bill hay đánh ra ngoài vùng biên á, nó không được chính xác, nó hay bị lệch ra ngoài một tí xíu. Nó nhẹ và cái thân nó dẻo nhưng mà đập trái cầu vẫn rất là cấm và rất là nhanh. Thì cái đó là cái ưu điểm của cây K520 Pro này. Khi phong cầu thì Bill phong những pha cuối sân mà cũng không tốn quá nhiều sức đâu. Có thể là do Bill đang cái lưới F-Ball 65 nó có trợ lực nữa và nó cho tiếng nổ rất là to. Thì cái cuốn cán của combo luôn luôn nó to hơn những cái vật khác, cho nên là bữa Bill cũng không bóc siêu mà